Wow. Trời trời trời. Wow. Chín rồi kìa, trời ơi. Trời trời, nó ăn ngậm hả? Ăn ngậm tới giờ nãy. Nó ăn ngậm. Quá, quá. Quá tôi đỏ à. Làm gì làm gì? Hả xuống. Ồ, con cá 3-4 kg không? Quá đã. Cá cha hả? Cá cha. Em đâu có chịu ăn cá cha mà nó xanh em tối với cá cha vậy? Không ăn thì người khác ăn. Cái này nó mới ụt hết anh. Mình để cá chắc này nó ngủ sớm đi vậy. Đó đó đó. Đó đó. Mình thấy cái mồi làm như nó có muốn gịch anh ơi. Ngay ổ nó rồi đó. Mạnh làm sao cho nó táp đi coi. Thôi mình đừng nói chuyện nữa. Cái chuyện cá nó nghe. Cả nhà thông cảm cho cả nhà. Cá nó nghe cái đồ nó không ăn. Ụt mê chưa cả nhà? Mũi quá trời mũi luôn. Nó không dám ăn sâu. Để lại cho đó đi anh. Nó hơi nhát rồi đây cả nhà. Ủa mưa hả vậy anh? Rồi về chứ này hai chồng đập bể chắc mắc mưa chứ đâu. Đó. Trời ơi, dính cá bự quá trời luôn rồi. Hết biết rồi. Mê con cá không? Khủng khiếp luôn à. Nãy nó gịch mà nó gịch không có được nặng tay. Chỉ lâu ra. Ủa quá trời ok mà nó không chịu ăn nữa. Nó biết mình đi ăn trộm. Câu cá này mình cũng phải kiên nhẫn thế này cái này. Đợi nó, đợi. Đếm phải đếm chữ nhẫn. Để nó ăn vô cái mồi, mồi rồi mình mới dịch nó lên đó cả nhà. Không thấy. Wow. Trời trời trời. Chín rồi kìa, trời ơi. Trời trời trời, nó ăn ngậm hả? Ăn ngậm tới giờ nãy. Nó ăn ngậm. Quá tôi đỏ à. Làm gì? Hả xuống. Ồ, con cá 3-4 kg không? Quá đã. Cá cha hả? Cá cha. Em đâu có chịu ăn cá cha mà nó xanh em tối với cá cha vậy. Không ăn thì người khác ăn. Ôi ơi. Chị nhỏ. Tự gỡ nha. Ai bắt được nói gỡ à. Anh đi. Anh đây. Cái tay này nãy nó dơ đó anh. Trời. Gỡ. Nó dơ. Dỗ quá ha, xiên quá ha. Con cá cha mày nó ăn mồi ở ngoài. Nó ăn cái lưỡi nó nằm ở ngoài. Đó thấy không? Dạ. Ngoài còn sao? Thì gỡ chứ thì sao? Dễ vậy? Ừ, đó, cái lưỡi câu nằm đó. Nằm ngoài. Rồi bây giờ mình đi lại mình xúc con cá tươi tượng nó lên. Ồ, ghê quá. Con cá hồi nãy ông đập bể ông câu lên rồi cái mình nói chơi á. Anh đừng có làm sao mà con cá nó gớt xuống hố này em mắc cười dữ. Mà nó bây giờ gỡ ra cái nó gớt xuống thiệt cả nhà. Bây giờ mình lấy cái gỗ nè. Mình xúc nó thử nó dính vô không nghe cả nhà. Đó. Mình xúc. Xúc vô. À, vô rồi cả nhà ơi.
Vô ơi. Nó bay thì thôi luôn á. Hồi anh làm nó xảy bây giờ không có cha nữa. Cá tra nữa. Anh dịch lần lần cứ lửa câu vô đi. Anh dịch lần họ nó xảy bây giờ. Tức ôi là tức. Trời ơi con cá tôi có bầu kìa. Bầu mít luôn á con nè. Ờ làm họ nó xúc mắc cười dữ vậy. Cá này nhỏ hơn cá của em nãy nữa. Bỏ đâu cá 3 kg đây nhỏ gì. Ừ con cá nó ăn sâu vô trong rồi. Rồi. Sao gỡ được? Bốn con luôn rồi cả nhà. Thôi để lại cho má ăn con đi, mình đâu bắt dữ vậy. Bốn con. Trời con cá đó nó ăn sâu hơn con cá hồi nãy luôn. Rồi sao nhìn sao đang lấy cái. Mấy con cá mà nó ăn sâu vô trong hết tiếng hồi nãy em câu á. Em câu á nó quất ra ngay chân cho cái mỏ. Và anh câu làm sao mà nó ăn lúc ở trong không ngộ với anh. Con cá nào nó không ăn tị vô trong. Tại em để lâu á. Ừ. Ông cứ giỡn nó nuốt. À, nặng quá. Gịch không nổi, gịch không nổi. Ừ. Nó ăn sâu quá nè. Trời ơi, ông cầu con cá làm sao mà nó ăn lúc ở trong cái bao tử luôn. Dịch. Nè, dịch thẳng dây luôn á. Trời, con này móc bên kia hả? Cá nào mà ông đập bể ông câu rồi, con cá nó khổ. Hả? Bành cái mỏ người ta ra vậy. Đó, ra rồi, cái mỏ người ta mỏ làm sao ra lấy ra, cái mỏ bá vậy. Ăn cá bằng chiếc máy hả? Rồi, xong tiền. Ăn ngon, nó thơm mít chứ nó không có thật. Gom nữa ra cả nhà, bốn ẻm. Xong, cái từng câu này là nó nhẹ nhất. Bốn con bay nè, hai con cá dồ, một con tê tượng, một con cá chép. Vô cả nhà ơi, chú sạn về. Con tài bừng, con tài mà ghim không nổi. Đây là bố mình nghe cả nhà. Đúng quá. Cặp này quá đẹp. Để vào trái nữa. Rồi, sang về. Chanh, cam, cá, mít. Vô đây phải cỡ nhiêu? 5kg à? 5kg à? Chứ không có à? Hai cá dồ ký mài à? Gì vậy? Ừ, đó đó. Ồ, bố chồng mình bẻ luôn đó. Này thanh long ruột đỏ hả ba? Thanh long ruột đỏ nha, nó có cái lỗ nè, biết chưa cả nhà? Nó có lỗ đó. Bầu này sẽ sạn trong sầu riêng nha cả nhà. Rồi bắt đầu là vô mình vô hành lý, mình cho cả nhà xem là có những gì nha. Mít nằm phơi đó, lên
lễn 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 nhanh. Rồi mình gom anh ơi, gom cái gì anh ơi. Bây giờ trước mắt là mình có dâu rồi nè. À, mời cả nhà nha. Gom rồi cả nhà ơi, gom bỏ vô bọc vô sọt hết rồi cả nhà. Cái giỏ sách này đem trả má chồng hoài mà trả không được nè cả nhà. Đó. Trả không được. Đó, gom bắt đầu lên xe nha. Còn bọc không? Kiếm bọc hết rồi. Kiếm bọc nữa hả? Dâu. Rồi cái này là đồ ăn. Là trái mít nè. Trong đây là mít lột. Chanh gì ôi. Hành xà lần. Gom này nghe cả nhà đó, bắt đầu chắc rồi đó. Rồi bây giờ về đó nghe cả nhà ơi. Con về cái má ơi. Rồi, về em ra mãi đi, em đi theo. Quá trời quá đất luôn. Gom rồi mai mốt ai cho về nó mà gom nữa. Mai mốt đừng về đó nha, đi mốt nó kìa.